Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin cảnh sát của Nga đang truy lùng một binh sĩ đã nổ súng giết chết 6 đồng ngũ của mình khi mà họ đóng quân ở vùng phía đông của Ukraine. Và cái vụ mà bắn chết, tấn công đã diễn ra thường xuyên từ những ngày đầu, nhất là bắt đầu bước sang năm thứ nhì đó, tức là vào năm ngoái đó, thì cái tình trạng nó càng ngày càng gia tăng bởi vì cái tinh thần của binh sĩ Nga càng ngày càng xuống dốc. Họ nói cái số lượng mà quân Nga vừa bị thương và bị chết đó, gần nửa triệu người. Đó là tin tức tình báo của Anh được đưa ra. Còn cái số người chết, họ nói, quý vị cứ tưởng tượng nhé, cứ một người binh sĩ chết thì có 3 người bị thương. Đó là cái chuyện rất là bình thường trong rất nhiều các cuộc chiến tranh. Những người bị thương này đó, có thể trong số này có 1-2 người sau khi lành trở lại. Nhưng mà cái chuyện đó, cái xác suất rất là thấp. Đa phần khi họ bị thương rồi đó là họ về là được giải ngũ luôn. Thì đó là lý do tại sao mà thời gian hiện tại đó, Putin cũng trong những cái bài diễn văn trước đây đó, kêu gọi người phụ nữ Nga đẻ nhiều con hơn. Họ nói rằng vì sự tồn vong của đất nước Nga, mong rằng người phụ nữ Nga sẽ đẻ nhiều hơn. Với cái tình trạng mà bất cứ một đất nước nào văn minh thăng tiến hơn thì người phụ nữ càng ngày có quyền lực hơn, đi làm được nhiều hơn. Họ nghĩ tới cái việc mà rất là mệt mỏi ở nhà trông con, vân vân. Và vì thế, tương tự như các quốc gia văn minh khác, kể cả Hoa Kỳ này, người phụ nữ Nga ngày nay đẻ rất ít và vì thế sẽ về lâu về dài, nước Nga khó tồn vong được. Chưa kể là những cái vụ tấn công trong thời gian qua. Vì cái tinh thần xuống, chưa kể đó là những cái vụ mà quân Nga tấn công hãm hiếp người phụ nữ Ukraine khi mà họ tấn công khi vào trong các khu vực mà chiếm đóng nữa. Ngoài ra, bản tin cũng ghi nhận đó là bên phía Nga bây giờ đang kiệt quệ về vấn đề tiền bạc. Người dân Nga vẫn tiếp tục ủng hộ cho Putin, cái tỷ lệ nó lên tới 80-85%. Điều này cho thấy mặc dù những người chống đối chiến tranh, nhưng mà cái số lượng mà chống đối chiến tranh, chống Putin ở nước Nga đó, so với cái lượng mà ủng hộ Putin, đặc biệt là cái thành phần lao động á, những người lao động hiện nay họ rất là mừng bởi vì tưởng là cuộc chiến sẽ gây hại bởi vì các cuộc mà cấm vận của châu Âu và Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại, nước Nga lại đẩy mạnh cái việc sản xuất vũ khí và vì thế sử dụng rất nhiều các tiền mà bán dầu hỏa để đổ vào cái cỗ máy chiến tranh. Và vì vậy đó, Putin rất là khôn ngoan, họ nói rằng không nên để cho người dân Nga thiếu ăn và thiếu tiền. Và vì thế tăng lương, binh sĩ cũng có tiền gửi về cho mẹ, cho vợ, vân vân, nuôi con. Còn người lao động ở Moscow, ở các thành phố lớn, St. Petersburg đó, thì công việc rất nhiều và lại lương cao nữa. Cho nên người Nga thấy, ô, cấm vận nhưng mà Nga thì sản xuất hàng nội địa rất nhiều và chưa kể nhập cảng từ Trung Quốc, nhập cảng từ những quốc gia vẫn tiếp tục làm ăn. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, họ không thiếu hàng hóa. Vì vậy họ vẫn tiếp tục ủng hộ Putin như thường. Cho nên mặc dù có một số người biểu tình chống, nhưng mà đa số trên 80% người Nga hiện nay vẫn ủng hộ cho Putin. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, gia đình của một phụ nữ ở tại South Carolina không đồng tình với kết quả điều tra của cảnh sát là cô này đã tự tử chết, mà bây giờ gia đình đó nghi ngờ là ông chồng vốn cũng là một mục sư đã giết cô này. Thì đây là hình ảnh của cô Mika Mueller, thưa quý vị. Ông chồng tên là John Mueller. Phía gia đình cho biết đó là vào ngày 27 tháng 4, cô được tìm thấy ngồi ở trong xe đậu ở một cái công viên quốc gia. Cô chết vì một
phát súng bắn vào đầu thưa quý vị. Thì cảnh sát họ bắt đầu điều tra từ lúc đó, thì họ phát hiện là trước đó 2 ngày cô chính thức nộp đơn ly dị với ông chồng. Thì theo như chị gái của cô này kể là một khoảng thời gian dài trước khi mà chết đó, là cô này cổ nói là bị ông chồng ổng abuse. Abuse đây là ổng không có đánh đập trên người, cô không có thương tích, nhưng mà ổng nói những cái lời rồi ổng khủng bố tinh thần của cô, bởi vì cô muốn ly dị nhưng mà ông không cho, thưa quý vị. Và gia đình nói là cô này đó, khi mà cách đây mười mấy năm, lúc mà cổ quen ông này đó, lúc đó mới có 14, 15 tuổi thôi, mà ổng lúc đó là 28, 29 tuổi. Thì đến năm 2017 họ chính thức lấy nhau, và đến bây giờ khi mà cô qua đời thì cô mới có 30 mà thôi. Thì có thể phía gia đình nói là lúc mà cô quen ổng đó là tuổi còn quá nhỏ, rồi sau nhiều năm ở chung cô phát hiện không có hợp thì cô muốn ly dị, nhưng mà ông này ổng nhất định ổng không chịu. Và phía cảnh sát đó thì họ cũng phát hiện được là một khoảng thời gian trước khi mà cổ nhất định đòi ly dị đó, thì thứ nhất cô có gọi báo cảnh sát 2-3 lần thưa quý vị. Khi mà cổ tố là ông chồng đó, khi mà cổ muốn đi ra khỏi nhà thì ổng đã rập mấy cái bánh xe của cô, phá hoại xe không cho cô đi. Và cổ nói là khi mà cổ đi chợ hay đi đâu qua nhà gia đình mẹ ruột đó thì ổng theo dõi cổ, tại ổng sợ là cổ bỏ trốn. Thì cảnh sát họ thật sự có report nhưng mà không có bằng chứng là có phải ông chồng làm hay không. Và đặc biệt phía cảnh sát cũng ghi nhận được là một khoảng thời gian 1-2 tháng trước khi mà xảy ra cái chết đó, thì cô này cổ khóc lóc và có một vài lần cổ phải giống như đi khám bác sĩ tâm thần, bởi vì cổ muốn tự tử. Ông chồng là người đã gọi cảnh sát và đưa đến ba bác sĩ, nhưng mà sau đó thì chắc bác sĩ thăm khám ra cổ chưa đến nặng lắm, cho nên là không có nhập viện để mà điều tra. Cho nên là thứ nhất, cái chuyện mà cổ phải nhập viện rồi tinh thần có vấn đề là có thật, cảnh sát họ có report. Còn những cái lời mà cổ tố cáo là ông chồng giống như là theo dõi rồi muốn hại cổ đó thì lại không có bằng chứng xác thực. Và cái ngày mà cô chết thì bây giờ không biết cảnh sát họ dựa vào cái bằng chứng gì, là chắc không có dấu vân tay của người khác hay sao đó, mà họ kết luận là cô này đó bị trầm cảm cho nên là cổ tự tử. Nhưng mà phía gia đình thì nhất định không có đồng ý, bởi vì họ nói là trong khoảng thời gian trước khi mà cổ nộp đơn ly dị đó, và những cái chuyện mà cổ tố là ông chồng ổng abuse cổ, thì cổ lúc nào cũng nói với gia đình là nếu như một ngày nào đó cổ chết mà bị đạn bắn đó, là không phải cổ làm mà là ông chồng. Thì bây giờ thật sự cổ chết vì như vậy, cho nên phía gia đình kêu gọi cảnh sát phải mở một cái cuộc điều tra về cái chuyện là ông chồng này ổng có liên quan đến cái chết của cổ. Bị gián tiếp thôi, bởi vì cảnh sát sáng nay trong cái việc mà giảo nghiệm tử thi họ nói bắn phía trước, tức là viên đạn đã bay từ phía trước vào, cho nên phải cô cầm súng bắn vào người chứ không phải là từ phía ót. Nếu như bắn ở chỗ khác thì có thể là có ai đó bắn cô. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì nhà chức trách ở Singapore vừa bắt 2 người Trung Quốc. Một là người ở Campuchia mang sổ thông hành nhưng mà là người Trung Quốc. Một tên là Su Wang Yang và Wang Bao San, cả hai đều là 32 tuổi. Người mà gọi là Cambodian National đó là mang quốc tịch Campuchia nhưng mà có thể đến từ Trung Quốc, từ Phúc Kiến, và cả hai bị bắt. Vào tháng 4 vừa rồi thì bên phía tòa án của Singapore đã kết tội hai tên này, và sau khi thọ án ở Singapore sẽ bị trục xuất về Campuchia. Không biết là bên phía Campuchia có xử tội hay không. Họ nói rằng đây là một cái vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, trên dưới 2 tỷ Mỹ Kim. Rửa tiền thì cái việc mà rửa tiền ở Singapore không đóng thuế, rồi cái số tiền mà không chứng minh được đó thì là chỉ có bị tội, nhưng mà cái tội nó nhẹ thôi, cho nên đó là lý do chỉ có bị 13 tháng tù giam. Đây là tên Su, thưa quý vị, đã có một bức ảnh thôi, còn tên Wang thì không có hình, 32 tuổi.
thì không biết được cái chuyện rửa tiền là y lấy tiền từ nước ngoài, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan như thế nào đó mà cất giữ ở Singapore. Điều này cho thấy rằng có cái việc mà trao đổi tiền tệ hoặc là nhờ y đứng ra làm chủ các cơ sở thương mại rồi thu tiền. Thì đó là những cái tội danh mà được nhà cầm quyền Singapore đưa ra ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời vào trong trang nhà newsontv.com vào YouTube. Mong quý vị nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.